Chào các bác, nay em nhận độ cola. Các cùng em điểm xem cola độ cái gì nhá. Lên màn hình Android này. Bọc ghế da lapan rất mềm và không thể bỏ thiếu trầm. Độ đèn zin lâm cấp cặp platinum, đèn xe zin rất tối ạ. Đây, em đang tư vấn cho bác chủ độ thêm cả cốp điện nữa. Em tư vấn đấy ạ. CX5 độ màn premium 12.3 rất to, rất dài.